Chào mừng tất cả các em đã đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình do các thầy cô giáo toán 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi thực hiện. Chúc các em có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. Chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình. Khi đọc chủ đề, ta có thể đặt ra một vài câu hỏi. Vậy làm sao để lập được phương trình từ đề bài của bài toán và cách lập phương trình ra sao, rồi các bước lập phương trình như thế nào? Để trả lời được những câu hỏi đó, chúng ta bước vào chủ đề ngày hôm nay. Trong thực tế, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu ta ký hiệu một trong các đại lượng ấy là x thì các đại lượng khác có thể được biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến x. Nghĩa là trong một bài toán, ta có thể gọi x là một đại lượng phù hợp nào đó thì ta có thể khéo léo biểu diễn các đại lượng khác theo biến x mà ta đã gọi. Để cụ thể hơn, ta bước vào một vài ví dụ để ta hiểu như thế nào là biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chữ ẩn. Ví dụ, thầy gọi x km/h là vận tốc của một ô tô. Khi đó, quãng đường ô tô đi được trong 5 giờ là quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Vận tốc ta gọi là x km/h, thời gian 5 giờ. Vậy, biểu thức của chúng ta là 5x km. Ý tiếp theo, thời gian để ô tô đi được quãng đường 100 km là thời gian là bằng quãng đường chia vận tốc. Quãng đường 100 km vận tốc ta gọi là x km/h. Vậy, biểu thức của ta là 100 phần x. Vậy ta thấy bằng cách thầy gọi x là đại lượng vận tốc, vậy ta đã biểu diễn được đại lượng quãng đường và đại lượng thời gian theo biến x. Một ví dụ khác, chấm hỏi 1, trang 24 sách giáo khoa. Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy, hãy viết biểu thức với biến x biểu thị quãng đường Tiến chạy được trong x phút. Nếu chạy với vận tốc trung bình là 100 m/s. Lưu ý, trong quá trình thầy giảng, nếu các em không theo kịp, có thể bấm nút ngừng, hiểu, sau đó ta tiếp tục. Ta quay vào câu A. Viết biểu thức biểu thị quãng đường. Ta viết quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Vận tốc để bài cho là 180 m/s. Thời gian ta gọi là x phút. Vậy quãng đường Tiến chạy được đó là 180 nhân x mét. Câu B. Viết biểu thức biểu thị vận tốc trung bình của Tiến tính theo km/h. Nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4.500 m. X phút chạy được quãng đường 4.500 m. Vận tốc là bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường 4.500 m, thời gian x phút. Vậy ta có ngay vận tốc là 4.500 phần x đơn vị mét trên phút. Đề bài yêu cầu đổi ra km/h. Kỹ năng đổi đơn vị ta đã được học. Ta có thể đổi qua trung gian từ mét trên phút, ta đổi ra km/phút, rồi sau đó ta đổi tiếp ra km/h. 4.500 phần x mét trên phút, ta đổi ra thành 4.5 phần x km/phút, rồi ta nhân cho 60 sẽ ra 270 phần x km/h. Qua ví dụ này ta thấy bằng việc thầy gọi x là thời gian, thầy đã biểu diễn được đại lượng quãng đường, đại lượng vận tốc theo biến x. Một ví dụ khác cho ta thấy sự biểu diễn đại lượng này theo đại lượng kia.
nhưng mức độ khó hơn một chút. Chấm hỏi 2, trang 24 sách giáo khoa. Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số. Ví dụ như x là số 12, 15, 17, 20, 35 gì đó. Đó là những số tự nhiên có hai chữ số. Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x. Viết số 5 vào bên trái số x. Số x đang là số tự nhiên có hai chữ số. Viết số 5 vào bên trái, vậy nó tạo thành số tự nhiên có 3 chữ số. Trong đó chữ số 5 là chữ số hàng trăm. Ví dụ, số 12, ta viết thêm số 5 vào bên trái thành số 512. Ta viết thành là 500 cộng 12. Ta viết giống như trong hệ thập phân. 5 là hàng trăm là nhân 100 và cộng luôn số 12. Vậy tương tự, khi ta viết số 5 vào bên trái chữ x thì ta được một số có 3 chữ số, thì ta viết cụ thể ra là 500 cộng x. Vậy ta đã biểu diễn được theo x. Câu B, viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x. Ví dụ số 12 là viết số 5 vào bên phải thì thành số 125, tức là ta viết thành số 2 này nó đang ở vị trí hàng chục, vậy viết thành ta lấy luôn là 12 nhân 10 cộng 5. Vậy tương tự, khi ta viết số 5 vào bên phải chữ số x, ta được một số có 3 chữ số, thì ta viết thành x nhân 10 cộng 5, tức là 10x cộng 5. Vậy ta đã biểu diễn được theo biến x. Vậy qua những ví dụ này, ta thấy nếu ta gọi x là một đại lượng nào đó thì ta có thể biểu diễn được các đại lượng liên quan khác theo biến x. Ta quay về nội dung chính của bài. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ta lấy một bài toán cổ sau đây. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó? Bước đầu tiên khi làm một bài toán, ta cần phải đọc đề, phân tích đề, chắt lọc ra những chi tiết cần thiết. Với đề bài này, ta thử đọc lại một lần nữa. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn. Vậy tóm tắt bài này, ta thấy có hai giả thiết quan trọng. Một, tổng số con là 36 con, nghĩa là số con gà cộng số con chó bằng 36. 100 chân chẵn, đây là số chân gà cộng số chân chó bằng 100 chân. Đề bài không đề cập đến gì hết thì ta tự hiểu gà là hai chân, còn chó là bốn chân nha các em. Vậy thì đã tóm tắt xong bài toán. Và để cụ thể hơn bài toán, thì sẽ tóm tắt chi tiết bằng các bảng sau đây. Hàng ngang thì điền thông tin là con gà, con chó là hai đối tượng tham gia trong bài. Và hàng dọc là vấn đề người ta đang đề cập, đó là số con và số chân. Và cuối cùng, cố gắng lập ra một phương trình. Vậy, theo nội dung của phần 1 La Mã, nếu ta gọi x là một đại lượng phù hợp nào đó, thì ta có thể biểu diễn các đại lượng khác theo biến x. Vậy thầy lấy ví dụ, nếu thầy gọi x là số con gà, vậy ta sẽ biểu diễn các đại lượng trong cái bảng này theo biến x và theo dữ kiện của đề bài. Thầy nhắc lại dữ kiện là tổng số con là 36 con, tổng số chân là 100 chân. Vậy số con chó là bao nhiêu? Ta thấy ngay 36 chữ x. Số chân gà là 2 chân, mỗi con gà là 2 chân. Vậy số chân gà là 2x. Và số chân chó là 4 nhân cho 36 chữ x. Và phương trình, một giả thiết ta chưa dùng, đó chính là gì các em? Tổng số chân là 100 chân, đúng rồi. Vậy
Vậy ta có tổng số chân là 100 chân. Vậy phương trình của ta có được là ta lấy số chân gà cộng số chân chó là 100. Được chưa nào? Bây giờ vào bảng này, ta có lời giải của bài toán như sau. Gọi x, đơn vị là con, là số con gà, thì số con đương nhiên là thuộc n sao. Và tổng số con là 36, nên x phải bé hơn 36. Rồi ta viết lời giải. Số con chó là 36 trừ x con. Số chân gà là 2x chân. Và số chân chó. Và theo đề bài ta có phương trình. Rồi ta nhân phân phối vào giải phương trình này, ta nhận được là x bằng 22. Và ta so điều kiện, nó thỏa điều kiện, ta nhận. Vậy số con gà là 22 con, số con chó là 36 trừ 22 bằng 14 con. Đây chính là lời giải của bài toán cổ, bài toán mẫu thầy mới truyền cho chúng ta. Vậy dựa vào bài này thì ta thấy ta có thể chia các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình thành mấy bước. Thầy chia như sau. Từ khúc đầu cho tới cái lúc ta lập được phương trình, thầy gọi là bước 1. Khúc tiếp theo, bước 2. Và khúc cuối cùng là bước 3. Vậy ta hãy thử đặt tên cho từng bước nhé. Ta thấy nội dung chính của bước 1 này là gì các em? Là ta đi lập phương trình. Để lập được phương trình này, ta đã làm những bước nhỏ gì? Thứ nhất, ta chọn ẩn số, gọi ẩn số, đây là chữ x, là một đại lượng nào đó trong bài, đại lượng phù hợp nào đó trong bài, ta đặt điều kiện. Rồi sau đó ta sẽ biểu diễn các đại lượng còn lại theo x, các cái ẩn số ta đã chọn và theo giả thiết của bài. Rồi sau đó liên kết chúng lại để ta lập ra một phương trình. Đó là nội dung bước 1. Sau đó tới bước 2 là ta làm gì đấy các em? Ta giải phương trình đó ra. Và bước 3 là ta so điều kiện, trả lời yêu cầu của đề bài. Vậy thông qua bài này, ta có thể đưa ra được các bước giải bài toán một cách lập phương trình. Bước 1, nội dung chính là gì? Ta cố gắng đi lập ra phương trình. Thông thường trải qua 3 bước nhỏ. Nhất, chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp chọn. Thứ hai, biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Ba, lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Xong bước 1, sau khi lập phương trình rồi thì tới bước 2, ta giải phương trình đó ra. Và bước 3, ta trả lời yêu cầu của đề bài. So sánh với điều kiện ở đây, ta trả lời những yêu cầu mà đề bài đã học là xong bài toán. Được chưa nào các em? Vậy thì với bài toán trên, bây giờ thầy, nếu thầy gọi x là số con chó, vậy thì sao các em? Chúng ta cũng làm tương tự thôi. Đây là cái chúng ta sẽ tự làm ở nhà. Gọi x là số con chó thì ta sẽ điền thông tin như ví dụ mẫu thể là, rồi sau đó ta sẽ ra đáp số giống nhau. Vậy là ta đã nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ta đọc đề bài, đặt ẩn số cho phù hợp, biểu diễn các biểu thức theo ẩn đã đặt, rồi cố gắng lập ra một phương trình, giải nó ra, trả lời yêu cầu đề bài là nội dung chính. Được chưa các em? Vậy thì các em sẽ hỏi là vậy thì có bao nhiêu dạng giải bài toán bằng cách lập phương trình? Rất nhiều các em ạ. Mỗi một bài nó có sự khác nhau, nó có những cái riêng. Nhưng để cụ thể hơn, trong chủ đề ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho các em hai dạng toán mà thường xuyên gặp trong các bài kiểm tra. Mong rằng sẽ cung cấp cho các em được một chút kiến thức cộng thêm khả năng tự học, tự nghiên cứu của các em, thì chắc rằng các em sẽ chiếm lĩnh được cái chủ đề này. Đây, giải bài toán trên bằng cách cho x là số con chó thầy vừa nói rồi. Đây là cái tự học ở nhà nha.
Dạng đầu tiên thì tạm đặt tên đó là dạng lúc đầu lúc sau. Là sao? Là lúc đầu cái tính, cái đại lượng đó, cái đối tượng đó nó có tính chất gì, rồi lúc sau đối tượng đó, cái đại lượng đó nó có tính chất như thế nào, thay đổi như thế nào, nó dẫn tới điều gì, thì phải tạm đặt tên là dạng lúc đầu lúc sau. Để hiểu rõ hơn, tôi sẽ giải một vài ví dụ mẫu cho các em được nắm. Bài thứ nhất là bài 34, trang 25 sách giáo khoa. Đọc đề: mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1/2, tìm phân số ban đầu. Vậy thì lúc đầu ở đây mình hiểu sao đây? Là cái phân số này ban đầu nó có tính chất gì các em? Đó là gì? Đó là phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị, nó lúc đầu đó. Lúc sau ra đây, điều gì xảy ra? Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1/2. Vậy thì lúc sau ra đây, tử và mẫu tăng thêm 2 đơn vị, cái phân số mới bằng 1/2 thì phân số ban đầu. Thầy mới phân tích đề, đọc đề, chắt lọc ra những giả thiết. Vậy thì thầy sẽ lập cái bài như sau để cho các em hiểu cụ thể hơn bài này. Đây, hàng ngàn thì ghi tử số, mẫu số và phân số. Một dọc thầy sẽ ghi là lúc đầu, lúc sau và phương trình. Đây, bây giờ chúng ta sẽ gọi x là gì đây? Thầy sẽ gọi x là mẫu số lúc đầu. Rồi thầy sẽ biểu diễn các cái đại lượng này theo x, và từ đó mình cố gắng dựa vào đề bài lập ra một phương trình. Rồi bây giờ lúc đầu, như thầy vừa giảng, lúc đầu phân số này có tính chất gì các em? Đó là tử số, cái mẫu số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Vậy nếu thầy gọi mẫu là x thì tử là bao nhiêu? Mẫu lớn hơn tử 3 đơn vị. Vậy thấy ngay tử lúc đầu là, tử số lúc đầu đó là x trừ 3. Vậy thì phân số lúc đầu là gì nào? Phân số là ta lập tử số trên mẫu số. Vậy phân số lúc đầu là x trừ 3 phần x. Rồi bây giờ lúc sau nè, lúc sau điều gì xảy ra đây? Nhìn đây, lúc sau sao? Tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị. Vì thì nếu tăng thì đây, mẫu số lúc sau tăng thêm 2 thì ta cộng 2 vào. Rồi tử số lúc sau tăng thêm 2 thì ta cũng cộng 2. Và ta rút gọn ra x trừ 1. Vậy thì phân số lúc sau là thấy ngay x trừ 1 phần x cộng 2. Rồi bây giờ còn ô phương trình. Còn ô phương trình, ta nhìn vào đề bài, giả thiết nào ta chưa dùng, nhìn kỹ coi nào. Đúng rồi, sau khi ta tăng tử và mẫu rồi đó, ta được một phân số mới là gì đây? Chính là 1/2. Vậy thấy ngay phương trình của ta là cho cái phân số mới này chính là bằng 1/2. Và ta giải phương trình này, tìm x, quay lại trả lời đề bài. Đề bài yêu cầu gì đây? Tìm phân số ban đầu. Cái phân số ban đầu là gì các em? Chính là cái ô này đây. Đây, sau khi tìm được x ta thế vào đây, các bạn, đây chính là cái phân số ban đầu không? Chúng ta kịp chưa nào? Đó, phải gọi x là mẫu số lúc đầu, biểu diễn các đại lượng khác theo x, ráng liên kết với đề bài, ý nghĩa của đề bài, lập ra phương trình, giải phương trình nó ra, trả lời là sao? Đó, chưa nào? Vậy ta sẽ có lời giải của bài này như sau, các em cùng tham khảo. Gọi x là mẫu số lúc đầu thì mẫu thì là số nguyên thôi, x thuộc tiết và x khác không, mẫu số khác không. Rồi ta lập lời giải: tử số lúc đầu là x trừ 3, rồi phân số ban đầu, rồi tử số lúc sau, mẫu số lúc sau, phân số lúc sau. Rồi theo đề bài ta có được những phương trình, giải phương trình đấy ra. Đây là phương trình chưa là mẫu, ta đã được học ở các bài trước. Điều kiện x khác trừ 2, ta đi huy đồng và khử mẫu, ta sẽ được cái phương trình này. Được chưa nào? Nhận giải đã được x bằng 4. Nhận. Vậy ta trả lời yêu cầu đề bài. Vậy phân số ban đầu là, cái phân số ban đầu ở đây chính là ô số mấy các em? Đây nào, cái ô này đây, phân số lúc đầu x bằng 4, thế rồi 4 trừ 3 phần 4, các bạn chính là 1/4 đó nào.
Được chưa? Xong một bài. Ta đặt tên diện lúc đầu lúc sau. Kem không kịp, em phải dừng lại nhé. Chúng ta tiếp tục bài tiếp theo. 35 trang 25 sách giáo khoa. Em mở sách ra đồng đề. Học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kỳ 2, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa. Do đó, số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh? Cái thì bài này lúc đầu mình hiểu sao? Đó chính là học kỳ 1 đó. Học kỳ 1, lớp này nó có đặc điểm gì? À, số học sinh giỏi bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Em nhớ nha, học kỳ 1, số học sinh giỏi bằng 1/8 cả lớp. Lúc sau, nghĩa là gì? Sau kỳ 2 đó. Sau kỳ 2, điều gì xảy ra đây? Có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Nên do đó, nó dẫn tới một điều là số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh của lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh? Thì mới phân tích đề cho chúng ta xem. Để hiểu chi tiết hơn đề, chúng ta cùng tham khảo cái bảng sau. Mới học toán giả bằng cách lập phương trình thì thầy sẽ lập bảng cho chúng ta dễ hiểu. Sau này khi chúng ta có nó tự tin dạng này rồi, nhiều kinh nghiệm rồi, ta không cần lập bảng nữa, ta lập trong đầu và trên bài lời giải luôn. Được chưa nào? Các em mới thích nghi, thầy sẽ lập bảng cho chúng ta dễ hiểu. Vậy thì bây giờ đề bài đang hỏi là cái bảng của ta là không ghi lúc đầu lúc sau nha. Ghi học kỳ 1, học kỳ 2 là phương trình số học sinh giỏi, số học sinh cả lớp. Thì hai đối tượng đề bài đang nói tới là số học sinh giỏi và số học sinh của lớp đó. Đề bài đang hỏi là số học sinh của lớp 8A. Chúng ta phải tự hiểu trong bài này là số học sinh lớp 8A học kỳ 1 và kỳ 2 sao các em? À, nó đâu có đổi. Và thầy gọi ít là số học sinh lớp 8A thì ta đây là hai ô này rồi đó. Bây giờ ta sẽ điền hai ô còn lại này. Giờ vào ý nghĩa nha. Học kỳ 1 thầy vừa nói rồi, số học sinh giỏi bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Vậy ta điền được ngay số học sinh giỏi học kỳ 1 là 1/8 ít. Rồi học kỳ 2 sao đây? Có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Vậy số học sinh giỏi học kỳ 2 chính là lớp số học sinh giỏi kỳ 1 cộng thêm 3. Đã xong, bên phương trình. Nhìn vào đề bài, ta thấy giả thiết nào chưa dùng? Thì vừa nói lúc nãy. Lúc sau điều gì xảy ra? Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Vậy phương trình của mình là cho số học sinh giỏi kỳ 2 bằng 20% số học sinh cả lớp chính là bằng 20%. Nghe đất. Và ta giải phương trình này ra tìm ít là xong. Em hiểu chưa nào? Lúc đầu ở đây mình sẽ hiểu là học kỳ 1. Tốt nhất gì? Số học sinh giỏi bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Rồi học kỳ 2, lúc sau đó, số học sinh giỏi tăng thêm 3 nè. Điều gì xảy ra là số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Đây là phương trình thôi. Và dựa vào cái bài, ta có được lời giải của bài, các em tham khảo. Các em có thể dừng lại để tham khảo nhé. Giải phương trình, thầy tìm được là x bằng 40. Nhận. Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh. Được chưa? Thì bài này các em có thể gọi ít là cái gì? Các em có thể gọi ít là số học sinh giỏi học kỳ 1 cũng được. Chúng ta gọi ít là ô này. Chúng ta biểu diễn 3 ô này theo ít, gọi là phương trình. Đều được hết. Đó là cái chúng ta tự làm ở nhà nha. Hãy làm đi. Gọi ít là ô học sinh học kỳ 1. Chúng ta sẽ tự cảm nhận được cái nào thuận tiện hơn, phương trình nào dễ dàng hơn. Thì từ đó chúng ta sẽ đúc tiếp thêm kinh nghiệm. Được chưa nào? Bài tiếp theo thầy và chúng ta cùng nghiên cứu là bài 41 trang 31. Một số tự nhiên có hai chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu. Vậy thì trong bài này lúc đầu thì sao đây? Lúc đầu cái số này nó có tính chất gì các em? Chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục. Rồi lúc sau điều gì xảy ra? Vậy đây, lúc sau chỗ nào đây? Này, nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy, thêm chữ số 1 xen vào giữa là sao ta?
À, ví dụ nha, sẽ có số 46. Thì thêm chữ số 1 xen vào giữa thì phải tạo ra con số nào? Đúng rồi, đó là tạo ra số 416. Xem hiểu chưa nào? Sau khi thêm số 1, chữ số 1 và xen vào giữa đó thì nó dẫn tới điều gì xảy ra? Nó cho ta một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Thì mới phân tích đề bài cho chúng ta xong. Để hiểu kỹ hơn, chúng ta tham khảo cái bảng sau. Lúc đầu, lúc sau, phương trình. Bài này là số tự nhiên có hai chữ số, thì thầy sẽ để là chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị và giá trị của số. Giá trị của số là gì? Là chúng ta sẽ viết nó ra trong hệ thập phân. Lấy ví dụ số 512 thì ta học rồi. 5 là chữ số hàng trăm, ta viết ra là 5 nhân 100 cộng 1 là hàng chục nhân 10 và cộng 2 là đơn vị trên 1. Yeah. Đây là viết trong hệ thập phân. Rồi giá trị của số đó. Bây giờ chúng ta gọi như đây. Để bài yêu cầu tìm số ban đầu. Nếu như chúng ta gọi x là số ban đầu thì chúng ta có làm gì được không ta? Nếu x là số ban đầu thì làm sao chúng ta điền vào mấy cái ô này? Được. Làm sao chúng ta dùng được giả thiết là chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần số hàng chục? Vậy thì bài này theo các em ta gọi x là gì? Rồi, ta sẽ gọi x là chữ số hàng chục lúc đầu. Để sẽ biểu diễn những còn lại nha. Lúc đầu sẽ đây, ta vừa đọc đề rồi, chữ số hàng đơn vị làm sao? Gấp 2 lần chữ số hàng chục. Vậy chữ số hàng đơn vị là 2x. Vậy giá trị của nó là gì? X là hàng chục thì nhân 10 cộng với hàng đơn vị là 2x nhân 1. Vậy ta ra được 12x. 2x chính là cái số ban đầu đó. Lúc sau nè, nếu xen cái số 1 vào giữa. Nếu xen số 1 vào giữa thì có phải cái chữ số hàng chục lúc sau chính là số nào các em? Rồi, đó chính là số 1. Còn hàng trăm nó là gì các em biết không? Hàng trăm của nó chính là chữ x này nè. Đây, chữ x này nè. Xem số 1 vào giữa thì x này là hàng trăm nha. Ta sẽ được một số có 3 chữ số. Hàng trăm là chữ x. Hàng chục là số 1. Còn hàng đơn vị sao đây? Vẫn là 2x. Rồi cái ô giá trị. Tức là hàng trăm thì mình nhân 100 cộng với hàng chục là 1 nhân 10. Rồi cộng thêm hàng đơn vị là 2x. Ta tính ra được 100 là 2x cộng 10. Xong cái bài. Ô phương trình. Phương trình thì đây vừa giải xong. Dựa vào số là ta chưa dùng. Nó chính là số 370. Ta đọc lại cái. Sau khi ta xem số 1 và giữa thì ta được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Số mới nè. Số mới đây. Lớn hơn số ban đầu là 370. Thì phương trình là gì các em? Rồi, ta lấy số mới trừ đi số ban đầu là 370 chứ còn gì nữa. Đó, được chưa nào? Ta giải cái phương trình này tìm x. Có x rồi, ta trả lời đề bài. Đề bài đang yêu cầu gì? Đề bài đang yêu cầu là tìm số ban đầu. Số ban đầu chính là cái ô này đây. Giá trị của số lúc đầu. Ta tìm x bằng nhiều ta thế vào đây. Lấy 12 nhân x. Nó sẽ ra con số ta cần tìm. Được chưa nào các em? Vậy ta có lời giải của bài toán này. Em tham khảo nha. Đó. X là chữ số hàng chục lúc đầu. Và X là chữ số hàng chục lúc đầu. Thì X là thuộc số tự nhiên. Và hàng chục thì đương nhiên nó chạy từ 1 tới 9. Thế nào? Ta lập lời giải. Giải phương trình này ra. Ta tìm được x bằng 4. Ta thế vào với số ban đầu là 12 nhân 4 là 48. Hoặc ta có thể kết luận cụ thể hơn. Là chữ số hàng chục lúc đầu là 4. Chữ số hàng đơn vị là 4 nhân 2 là 8. Ta ghép lại ra số 48. Thế nào kẻ? Tiếp tục. Một bài tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu bài 45 trang 31 sách giáo khoa. Bài vừa rồi ta có thể gọi x là chữ số hàng đơn vị được không em? Em cứ thử làm đi và các em sẽ cảm nhận. Gọi x là chữ số hàng đơn vị lúc đầu á thì cái chữ số hàng chục lúc đầu là x phần 2. Ta thấy ông ấy sẽ xấu ở đúng chưa nào? Nhưng nó sẽ vấn đề. Chúng ta thử làm đi. Ta tự trải nghiệm được. Cái nào nên gọi x
và ta sang bài 45. Một xí nghiệp ký hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt, mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng. Vậy thì bài này lúc đầu ta hiểu sao? Lúc đầu chính là theo hợp đồng đó. Theo hợp đồng, thầy tóm tắt đề bài. Theo hợp đồng thì xí nghiệp này sẽ dệt trong 20 ngày. Nhưng mà trên thực tế thì sao này? Lúc sau đó thực tế cho cải tiến kỹ thuật thì năng suất thì tăng 20%. Bởi vậy chỉ trong 18 ngày thôi nha, số ngày trên thực tế là chỉ 18 ngày, đã dệt được đủ số thảm, mà thậm chí còn dư 24 tấm. Đó, ta đã vừa phân tích đề xong. Và để cụ hiểu cụ thể hơn cái đề này, để quan sát cái bảng sau. Lúc đầu lúc sau ở đây thầy sẽ ghi là theo hợp đồng và trên thực tế của phương trình. Là cái hàng ngang ở đây mà đề bài đang đề cập tới là đại lượng này. Số ngày, số tấm thảm, số thảm dệt trong một ngày. Bây giờ ta sẽ gọi ít là gì đây? Theo như đề bài hỏi là tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng. Và tính là hỏi ô nào đấy chứ? Đây, chữ ô này đây. Số tấm thảm theo hợp đồng này. Nhưng thầy không gọi ít là cái ô số tấm thảm này. Thầy gọi ít là số thảm dệt trong một ngày theo hợp đồng. Thì chúng ta xem coi việc biểu diễn những câu này theo ít thuận tiện không nha. Rồi biểu diễn này. Thì theo hợp đồng, ta đọc đấy xong ta thấy số ngày theo hợp đồng mà xí nghiệp này dự kiến dệt là gì đây? 20 ngày. Số tấm thảm, một ngày dệt ít tấm, dệt trong 20 ngày. Vì thì số tấm thảm là 20 nhân ít. Rồi trên thực tế nè, số ngày lấy ngày 18 ngày. Còn số thảm dệt trong một ngày, đó là dựa vào câu năng suất dệt tăng 20%. Một ngày theo thực theo hợp đồng thì dệt ít tấm, bây giờ nó tăng 20% thì mình sẽ, vậy thì số tấm thảm dệt trong một ngày trên thực tế mình sẽ cộng thêm 20%. Thế nào? Và ta lấy ít cộng thêm 20% ít. Ta ít ra ngoài làm nhân tử chung, ta lấy 1 cộng 20% là 1,2 nhân ít. Vậy thì số tấm thảm trên thực tế là gì? Thực tế dệt trong 18 ngày, mỗi một ngày dệt 1,2 ít tấm. Vậy số tấm thảm trên thực tế là ta nhân nó lại và ta được 21,6 ít. Xong rồi. Về phương trình, ta quan sát đề bài xem cái số nào ta còn chưa dùng, cái ý nghĩa nào của bài toán ta chưa đề cập. Okay. Đó chính là số 24. Trên thực tế là không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt, mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Dệt thêm số tấm thảm trên thực tế là sao đây? Nhiều hơn số tấm thảm trong hợp đồng là 24 tấm. Vậy phương trình của ta là ta lấy số thảm trên thực tế này trừ đi số tấm thảm theo hợp đồng chính là bằng 24. Được chưa nào các em? Ta giải cái phương trình này ra tìm được ít. Ít, ít là gì? Nhìn kỹ nha. Ít là số thảm dệt trong một ngày. Còn cái đề bài đang hỏi là gì các em? Là số tấm thảm len mà xí nghiệp dệt hợp đồng đó. Đó chính là hỏi cái ô ở đây. Cái ô số 2 ở đây. Và ta thế vào 20 nhân ít thì mới ra đáp số của bài. Các em sẽ cẩn thận nha. Còn cái việc gọi ít là số tấm thảm theo hợp đồng á, cái số thảm dệt trong một ngày này nè chính là gì? Chính là ít phần 20. Phần 20 là phải cảm nhận là nó không đẹp rồi. Anh em cứ thử làm đi rồi em sẽ thấy được. Em sẽ tự có kinh nghiệm chọn ít cho phù hợp. Vậy dựa vào cái bảng này, cái tóm tắt này, đã có được lời giải của bài 45. Các em đọc và tham khảo. Đó, ta giải phương trình này ra được ít bằng 15. Và số tấm thảm xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là 20 x 15 chính là bằng 300 tấm. Để chơi các em. Đó, lúc đầu của bài này mình hiểu là gì? Theo hợp đồng đấy. Lúc sau thì mình hiểu là cái gì?
Đây. Để tiếp tục bài cuối cùng, chúng ta kết thúc cái dạng số 1 tạm gọi trong một kép là dạng lúc đầu lúc sau. Bài 48 trang 32 sách giáo khoa. Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh là 4 triệu. Năm nay dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807.200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh. Vậy lúc đầu ở đây mình hiểu là gì? Chính là năm ngoái đấy. Năm ngoái sao đây? Có điều gì? Đặc điểm gì? Năm ngoái là tổng số dân của hai tỉnh là 4 triệu người. Còn lúc sau là gì đây? Là năm nay này. Ta đọc đây đi, năm nay điều gì? Tỉnh A thì tăng thêm 1,1%. Tỉnh B thì tăng thêm 1,2%. Khi tăng vậy thì điều gì xảy ra? Tính chất gì? Đặc điểm gì? Nhìn đề bài con nào? Các vị cho thầy. Đó là số dân tỉnh A nhiều hơn tỉnh B là 807.200 người. Được chưa nào? À, ta đã phân tích đề xong rồi đó. Tóm tắt cái đề này thì các bạn xong. Đây, năm ngoái, năm nay, phương trình. Hai đối tượng tham gia của bài là tỉnh A, tỉnh B. Bắt đầu đi. Còn ít là gì các em? Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh. Còn ít. Số dân năm ngoái của tỉnh A đi. Còn em không thích thì em có thể gọi tỉnh B cũng được. Em tự làm nhé. Rồi, bây giờ chúng ta theo cái sơn này. Để thầy sẽ điền những ô còn lại theo ít này. Vậy thì tỉnh B năm ngoái. Đây, năm ngoái. Tổng số dân của hai tỉnh là 4 triệu. Vậy ta sẽ nhanh chóng điền được. Tỉnh B số dân là 4 triệu chứ. Đơn vị của thầy đang tính là người nhé. Rồi năm nay này. Năm nay tỉnh A là sao? Tỉnh A tăng 1,1%. Tăng thì cộng thêm vào. Đó, vậy số dân tỉnh A là ít nhân cho mở ngoặc 1 cộng 1%, 1 cộng 1,1%, và tính ra được là 1,011 ít chưa? Tăng giống như bài lúc nãy, hoặc ta có thể ghi là ít cộng 1,1% nhân ít. Cái nào được hết nha các em. Tương tự tỉnh B thì tăng 1,2%. Vậy đấy, số dân tỉnh B ta lấy số dân năm ngoái nhân cho mở ngoặc 1 cộng 1,2%. Tính cái ngoặc này ra ta ra được. Vì phương trình là gì? Đấy, thầy vừa tóm tắt này. Sau khi tăng như vậy thì thấy ra số dân tỉnh A nhiều hơn số dân tỉnh B là 807.200 người. Vậy thấy ngay phương trình lấy số dân tỉnh A năm nay này trừ đi số dân tỉnh B, bạn sẽ ra con số đó 807.200 người. Đó. Mình giải phương trình này ra là tìm được ít thôi. Ít đấy, trả lời câu đề 3. Xong. Được chưa các em? Vậy ta có lời giải của bài này. Xong. Các em tham khảo. Cái điều kiện thầy đặt là ít là số người nên thuộc N sao này. Tổng số dân của hai tỉnh là 4 triệu người nên ít sẽ hơn 4 triệu nha các em. Chúng ta giải phương trình này, các ta nhân phân phối vào, nhân phân phối vào, chuyển vế đổi dấu rồi đi giải như bình thường, ta được 2.400.000. Vậy là số dân năm ngoái của tỉnh A là 2.400.000 người. Và số dân năm ngoái của tỉnh B, chúng ta thấy 4 triệu trừ đi đó, ta được là 1.600.000. Xong bài. Vậy thì ta kết thúc cái dạng số 1. Ta gọi trong ngoặc kép là lúc đầu lúc sau. Đó, cái bài đầu tiên. Chúng ta nhìn kỹ lại cái bài đầu tiên lúc đầu là phân số đó. Lúc sau nó tăng từ và mẫu rồi nó có tính chất gì. Rồi bài tiếp theo đó là học sinh giỏi, học sinh cả lớp. Đầu là học kỳ 1, lúc sau là học kỳ 2. Rồi có tính chất gì. Rồi cái bài thứ 3 là cái số tự nhiên. Lúc đầu là hàng đơn vị gấp đôi hàng chục. Lúc sau là gì? Là xem số 1 và giữa thì điều gì xảy ra cho mình tính chất gì. Là phương trình. Và bài này. Số dân ngoái giống như lúc đầu vậy đó. Để năm sau, sau khi tăng lên thì điều gì xảy ra? Dân số tỉnh A nhiều hơn dân số tỉnh B. Chúng ta là phương trình. Quá đơn giản không đúng không các em? Rồi, bài dạng số 2 thầy sẽ truyền đạt tới các em. Dạng này đối với học sinh có vẻ vất vả đây. Đó là dạng phương án chuyển động.
Hình ảnh chuyển động thì có ba đại lượng ta cần quan tâm, đó là quãng đường, vận tốc và thời gian. S, V, T. Thì ta học rồi, quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Vậy ta suy ra, vận tốc là bằng quãng đường chia thời gian, V bằng S chia T. Thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc, T bằng S chia V. Chú ý đến cái đơn vị nha các em, vì các đại lượng. Đó, để toán chuyển động. Một giải hết sức vất vả đối với học sinh lớp 8. Thầy sẽ giải mẫu cho các em một vài bài để các em nắm. Ví dụ, ta đọc đây. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định, với vận tốc là 35 km/h. Sau đó 24 phút trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ Nam Định đi Hà Nội với vận tốc 45 km/h. Tiết quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội là 90 km. Hỏi sau bao lâu kể từ khi xe máy khởi hành sẽ gặp nhau. Cái bài toán chuyển động nó khó là nó có cái nội dung, cái ý nghĩa. Đôi lúc ta phải tưởng tượng cái hình ảnh của nó trong đầu. Và để ta dễ hiểu cái đề bài này, em đọc đề đi, em đọc đề nhiều lần rồi. Sau đó nghe thầy giảng tiếp. Thầy sẽ đọc cái đề này, tóm tắt cái đề này để giảng cái hình ảnh, chúng ta dễ hiểu. Nghĩa là một xe máy khởi hành từ Hà Nội này, đi với vận tốc 35 km/h. Lúc này ô tô chưa đi nha các em. Sau khi xe máy đi được 24 phút, thì giả sử đi được 24 phút và nó đi đến chốt xe này. Từ Hà Nội tới chốt xe là 24 phút về thời gian nha. Rồi tới điểm xe này thì thằng thì ô tô bắt đầu đi. Và hai xe đi đến chỗ gặp nhau. Đây, chỗ gặp nhau đây. Được chưa? Và để bài cho quãng đường từ Hà Nội tới Nam Định là 90 km. Đề bài với hỏi sau bao lâu kể từ khi xe máy khởi hành hai xe gặp nhau. Hỏi sau bao lâu kể từ khi xe máy khởi hành hai xe gặp nhau. Em hỏi gì các em? Thời gian đó. Thời gian gì? Thời gian tính từ lúc xe máy khởi hành này nè tới cái chỗ gặp nhau này nè. Mất bao lâu đó. Đó. Đối với dạng này, tóm tắt thành cái bài chúng ta dễ hiểu hơn cái đề bài. Đề bài đọc là em thấy khó hiểu đó. Bởi vì ba đại lượng mà giải toán chuyển động ta cần đề cập bắt buộc phải là vận tốc, thời gian và quãng đường. Trong bài này có hai đối tượng tham gia là xe máy và ô tô. Nếu như có một đối tượng thì thông thường có thể là lúc đi về là dự định thực tế. Đó, bài này có hai đối tượng tham gia. Phụ thuộc vào ý nghĩa của bài lập nha. Giờ đề bài là hỏi sau bao lâu kể từ khi xe máy khởi hành hai xe gặp nhau. Cái thời gian đi này chúng ta phải hiểu là thời gian đi của xe máy tới chỗ gặp nhau nha, chứ phải đi từ Hà Nội tới Nam Định. Đó. Thì đề bài đang hỏi là hỏi ô này đây, ô số 2 này đây. Thử gọi ít là ô số 2, đúng là yêu cầu đề bài, chúng ta lập những ô còn lại theo ít nha. Thì thấy ngay vận tốc xe máy đề bài cho rồi, điền vào 35 km/h. Quãng đường. Quãng đường này ta hiểu là từ xe máy đi từ Hà Nội đến chỗ gặp nhau nha. Quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Vận tốc có rồi, thời gian có rồi. Vậy quãng đường từ Hà Nội đến cái chỗ gặp nhau này của xe máy đã đi đó là 35 x. Xong, 3 ô. Ô còn lại. Thấy ngay vận tốc ô tô để bài cho rồi này. Vận tốc chỗ này, 45. Cái khó hiểu nhất của bài là thời gian. Thời gian đi của ô tô. Ô tô đi từ Nam Định đến chỗ gặp nhau này là bao lâu? Chúng ta phải hiểu là hai phương tiện này xuất phát không cùng lúc. Sau khi xe máy đi được 24 phút, 24 phút ta đổi ra giờ, 24 phần 60 là 2/5 giờ đó. Thì sau khi xe máy đi được 2/5 giờ rồi thì ô tô bắt đầu đi. Thì có phải từ đó ta thấy là cái thời gian mà ô tô đi từ Nam Định đến chỗ gặp nhau với thời gian xe máy đi từ Hà Nội đến chỗ gặp nhau nó sẽ hơn kém nhau 24 phút đó. Mà cái nào hơn cái nào? Ai đi nhiều hơn? Thời gian nào nhiều hơn? Chính là thời gian xe máy đi trước mà. Vì thấy ngay thời gian đi của ô tô từ Nam Định đến chỗ gặp nhau chính là ít trừ 2/5. Vận tốc điền vào quãng đường. Chỉ có công thức. Xong cái bài. Thì phương trình. Nhìn vào đề bài. Giả thiết nào chưa dùng. Nhìn thấy ngay đó chính là số 90.
km. Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội là 90 km. Vậy phương trình là gì? Ta lấy quãng đường đi của xe máy. Quãng đường đi là từ Hà Nội tới gặp nhau nè. Ta sao? Hả? Cộng với quãng đường của ô tô đi từ Nam Định đến chỗ gặp nhau. Phải cộng lại chính là bằng 90. Đây chính là phương trình đấy các em. Sau đó mình giải phương trình này ra. Là sao? Giải phương trình cách nào? Nhân phân phối và chuyển vế đổi dấu rút gọn đi gì? Thì đã học. Được chưa nào các em? Đó là làm bài các em. Toán chuyển tập, cái nội dung ý nghĩa của nó là khá khó đối với học sinh. À, em dám đọc đề nhiều lần, tóm tắt nhiều kiểu. Ví dụ bài này thì tóm tắt dưới dạng hình ảnh, vẽ ra cho chúng ta dễ nhìn, lập cái bảng điền vào chúng ta dễ nhìn. Đó. Thì với cái bảng này, ta có lời giải, nó cũng tham khảo. Em đọc thay đổi ra 24 phút là 2,5 giờ rồi ít đơn vị là giờ là thời gian xe máy đi từ Hà Nội đến chỗ gặp nhau ít lớn hơn 2,5 tại vì nó đi sau 24 phút mà thì xe kia đi thì đương nhiên phải lớn hơn 2,5 mà không là đó là thời gian quãng đường xe máy đi từ Hà Nội đến chỗ gặp nhau chứ Hà là viết Hoa nha thầy đánh sai không còn cả. Và thời gian ô tô đi từ Nam Định đến chỗ gặp nhau thì vừa dạng được đó trừ 2,5 nên kém nhau 2,5 giờ. Quãng đường ô tô đi từ Nam Định đến chỗ gặp nhau à, quãng đường là lấy vận tốc nhân thời gian sau đó là phương trình dựa vào tổng quãng đường 90 nhân phân phối giải phương trình ra được cái này. Và thấy ngay đáp số của bài thời gian hai xe gặp nhau và thời gian này tính từ lúc xe máy khởi hành nha các em chính là 27/20 giờ. Ta để nguyên đáp số này cũng được. Còn muốn đổi ra cho nó dễ hiểu, tức là 1:21. Giờ đổi ra thì nó phải nó chính là 27/20, chính là 1 + 7/20. Là 1:07/20 đổi ra là giờ giờ phút thì nhân cho 60. Giờ được 21 phút đó. Được chưa? Rồi, chúng ta tham khảo bài này. Có thể bấm dừng, xem đi xem lại cho nó hiểu rồi tiếp tục. Chúng ta tiếp tục nào. Vậy thì bây giờ bài này thầy muốn gọi ít là cái khác thử xem. Trong ví dụ trên các em hãy thử chọn ẩn theo cách khác. Ví dụ gọi ít đơn vị km là quãng đường từ Hà Nội đến chỗ gặp nhau. Từ Hà Nội đến gặp nhau là quãng đường xe máy đã đi. Gọi đây ít. Rồi các em điền vào những ô này, lập phương trình. Chúng ta xem cả. Đó, điền ra vận tốc là 35, thời gian đi thì lấy quãng đường chia vận tốc rồi quãng đường đi của ô tô tổng quãng đường là 90 và ít là quãng đường của xe máy đi được thì quãng đường ô tô là 90 chữ ít rồi vận tốc có rồi ta chia ra thời gian cái phương trình là gì còn số nào chưa dùng phương trình là gì các em phương trình đó là dựa vào thời gian mà thầy vừa nói nó chênh lệch nhau 24 phút. Thời gian xe máy nhiều hơn thời gian ô tô là 24 phút, 2,5 giờ. Đó, ta lấy thời gian xe máy trừ thời gian ô tô bằng 2,5. Hãy so sánh cái phương trình này nè. Với cái phương trình lúc nãy, ta lập phương trình nào dễ giải hơn? Các cảm nhận của các em. Các thầy cảm nhận phương trình lúc nãy có vẻ dễ giải hơn. Trình này mình giải thì cũng được. Mình đi quy đồng thì mẫu số chung quy đồng. Vậy ta thấy để có được kinh nghiệm làm những dạng này, chúng ta phải làm nhiều kiểu. Ít là cái này xong, chúng ta hãy làm thêm nhiều cách khác, rồi ít là kiểu khác. Và chúng ta sẽ đúc kết được kinh nghiệm. Từ đó chúng ta sẽ biết được khôn khéo chọn ít là gì. Chúng ta sẽ học tốt dạng này. Được chưa nào? Đó. Vậy thì chúng ta hãy thử giải phương trình này giải ra rồi trả lời câu hỏi. Khi chúng ta giải ra được tìm ít rồi, nhưng mà cái đề bài đang hỏi là hỏi thời gian nha các em. Thời gian. Đây hỏi ô này nè. Đó, sau khi tìm được ít rồi là 47,25 các em giải cho vậy. Rồi thế vào chia cho 35 chúng ta sẽ ra được cái thời gian xe máy đi từ lúc khởi hành cho đến chỗ gặp nhau. Cái vấn đề đề bài đang hỏi. Được chưa nào? Rồi. Chúng ta làm thêm một bài chuyển động nữa. Bài 37 trang 30 sách giáo khoa. Đã lập ra
37. Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20 km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 rưỡi cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy. Tập đề lướt qua một lần, chưa nắm rõ, ta đọc từ từ, tóm tắt lại. Thì bài này, ở lúc 6 giờ, xe máy nó đi nè, nó đi từ A đến B. Sau đó 1 giờ, thì ô tô bắt đầu mới đi từ A đến B, và đây là đi cùng chiều, chứ không phải ngược chiều như lúc nãy nha các em. Sau đó 1 giờ, vậy ta thấy ngay là ô tô xuất phát lúc mấy giờ? Lúc 7 giờ. Rồi, nó đi xong, nhưng mà nó đi với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20 km/h. Một giả thiết quan trọng, vận tốc ô tô lớn vận tốc xe máy là 20 km/h. Và điều tiếp theo, cả hai xe đến B đồng lúc là 9 rưỡi, đến giờ 30 phút đó, tính độ dài quãng đường AB. Thầy sẽ lập cái bài, chúng ta sẽ cụ thể hơn bài này. Hàng ngang vẫn là ba đại lượng liên quan tới dạng chuyển động, vận tốc, thời gian quãng đường. Hai đối tượng tham gia xe máy ô tô. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đề bài hỏi tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình xe máy. Chúng ta có ít là gì đây? Thầy có ít là vận tốc xe máy đây. Còn khi dạy được cách này rồi, chúng ta hãy làm cách khác là gì? Có ít là độ dài quãng AB, chúng ta từng làm, chúng ta sẽ cảm nhận được chương trình là dễ hiểu. Vậy nào, đó là phần tự học, tự nghiên cứu nha. Chúng ta học giải toán thực tế là phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi thì phải đúc kết ra kinh nghiệm. Rồi về thời gian, xe máy đi từ lúc 6 giờ đến B và lúc 9 rưỡi thì thời gian xe máy đi thấy ngay 3 tiếng rưỡi và trừ đi thôi, đúng chưa nào? Thế là bài giúp chúng ta dễ hiểu cái đề thôi nha. Khi vô trình bày là chúng ta phải giải thích là 7/2 giờ làm như thế nào đó. Vậy thì quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Vậy quãng đường xe máy đi từ A đến B hoặc là quãng đường AB đấy là 7/2x. Thế ô tô nè, vận tốc ô tô sao đây? Giả thiết nè, nắm giả thiết để bài chưa các em? Vận tốc trung bình của ô tô lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20 km/h. Vậy vận tốc ô tô là x cộng 20, chứ còn gì nữa, đúng không các em? Rồi thời gian, nó rất vừa dạng rồi. Ô tô xuất phát sau 1 giờ, tức là nó đi lúc 7 giờ. Và đến B cũng 9 giờ 30 phút cùng ngày. Nó đi từ 7 giờ mà đến lúc 9 rưỡi, nó đi hết thời gian bao nhiêu? Em trả lời được liền, 2 tiếng rưỡi, trừ đi 5/2 giờ, đổi ra giờ. Vậy thì quãng đường lấy vận tốc nhân thời gian. Ô phương trình. Đề bài ta dùng hết giả thiết rồi đó. Đây là phương trình sao đây? Ý nghĩa của bài. Hai xe này khởi hành từ A và cùng đi đến B. Vậy thì phương trình là gì? Có phải chính là quãng đường hai xe này đi là bằng nhau, đúng chưa nào? Vậy thì phương trình của chúng ta là đó, ta cho quãng đường của xe máy đi được chính là bằng quãng đường ô tô. Rồi, ta giải phương trình này. Nhân phân phối và chuyển vế đổi dấu dạng. Trên là cái đó, ý nghĩa của bài toán chuyển động. Chúng ta hãy thử gọi x là quãng đường AB. X quãng đường AB chính là hai ô này. X là quãng đường AB thì ở dưới cũng là x luôn. Rồi ta làm như bình thường. Nó cũng ra một phương trình khá đẹp. Đó là cả tự học nha. Tự cảm nhận phương trình là đẹp. Rồi, vậy thì với cái bài này, chúng ta có thể trình bày lời giải. Sao? Gọi x km/h là vận tốc của xe máy, x lớn hơn 0. Vận tốc của ô tô, đó, chúng ta tự đọc nhé. Đây, cái thời gian xe máy đi từ A đến B, chúng ta phải thích đây. 9 giờ 30 phút trừ đi 6 giờ là bằng 3 giờ 30 phút. Là bằng 7/2 giờ, tương tự thời gian ô tô trừ đi. Sau đó phương trình, như thế đấy vậy. Nhưng phân phối giải đấy là 50. Trả lời vận tốc trung bình của xe máy là 50 km/h. Còn quãng đường AB, đây quãng đường AB chính là 7/2x, vì hai xe đều đi quãng đường AB. Các bạn phải vừa dạng thế vô là xong. Xem nào,
cái khó của bài này ta phải cảm nhận đó là cái đề ta đọc thật kỹ, nắm đề bài, phân tích đề bài, nắm cái ý nghĩa của nó, tưởng tượng hình ảnh, viết cụ thể với lại bằng sơ đồ bài, chúng ta mới làm được. Cảm khá khó đối với các em, em cố gắng nhé. Được chưa nào? Là một bài quyển cuối cùng để truyền đạt cho các em về giải toán chuyển động, đó là bài 56, trang 12 sách giáo khoa. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến là 10 km nên mãi đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng, đến quãng đường Hà Nội Hải Phòng. Đọc cái đề thầy có hiểu không nhỉ? Đọc đề là lần nữa. Đọc đề. Đây. Thầy tóm tắt dưới dạng hình ảnh. Đây, một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng. Dự kiến đến vào lúc 10 rưỡi. Nhưng mà thực tế sao đây? Nhưng mà thực tế thì có thể là do đường đi gặp sự cố gì hoặc sau đó thì ô tô đi chậm hơn so với dự kiến 10 km của một giờ, tức là vận tốc nó chậm đi đấy. Nên mãi tới 11 giờ 20 phút xem tới Hải Phòng. Được quãng đường. À, ta lập cái bảng thôi. Ba đại lượng, vận tốc thời gian quãng đường. Cái cột này đó là dự kiến và thực tế. Tính quãng đường Hà Nội Hải Phòng. Đó là tính hai ô này các em. Quãng đường thì dự kiến với thực tế là giống nhau thôi. Dự kiến là đi từ Hà Nội Hải Phòng, thực tế cũng vậy thôi. Nó khác là các cái vận tốc thực tế với cái thời gian nó ảnh hưởng. Vậy nếu mình gọi ít là cái ô cần hỏi thì mình mới làm ra nha. À, các em thử làm cái bảng. Bây giờ thầy gọi ít là vận tốc dự kiến mà ô tô đi này, thì ta xem nó dẫn tới cái bài này như thế nào nha. Phương trình lập ra sao các em cùng xem. Thì gọi ít là vận tốc dự kiến của ô tô. Đây đi. Thời gian này. Ô tô xuất phát từ lúc 8 giờ sáng, dự kiến lúc 10 rưỡi. Đấy, ngày thời gian là 2 tiếng rưỡi, rồi là 5 phần 2 giờ. Thời quãng đường, thời vận tốc nhân thời gian, em ta hiểu rồi chưa nào? Thì thực tế này, vận tốc, đọc đề bài đi. Mỗi giờ ô tô đi chậm hơn so với dự kiến là 10 km. Vậy vận tốc ra đây. Mỗi giờ có phải là vận tốc nó giảm đi 10 km trên giờ. Vậy vận tốc thực tế mà ô tô đi là ít trừ 10. Thời gian nó cũng xuất phát từ 8 giờ sáng, đó đi chậm hơn đó, nên nó 11 giờ 20 phút mới tới Hải Phòng. 8 giờ sáng xuất phát đến nơi 11 giờ 20 phút, vậy thời gian là trừ đi thôi là 3 giờ 20 phút đổ giờ giờ. 3 cộng cho 20 phần 60 đó, 20 phút đổ giờ giờ là 20 phần 60, 1 phần 3 đó. 3 cộng 1 phần 3 chúng ta ra được là 10 phần 3 giờ. Quãng đường thì nhân vào thôi, vận tốc nhân thời gian. Vậy phương trình là gì? Tôi có thể vừa nói xong. Quãng đường dự kiến với lại quãng đường thực tế thì cũng giống nhau, cũng đi từ Hà Nội tới Hải Phòng, được chưa nào các em? Vậy phương trình của mình là cho hai con đường này nhau. Các bài phương trình này mình lập cho cái ý nghĩa của bài, cái đề bài hết con số mình dùng ý nghĩa của nó. Quãng đường bằng nhau, được chưa nào? Quãng đường dự kiến với thực tế là như nhau. Và ta giải phương trình này các bạn quy đồng cũng được, hoặc là nhân phân phối chuyển thế đổi dòng để các em giải. Cái kỹ năng giải phương trình là những cái bài trước và này thì không cứ dạng sâu là kỹ năng giải phương trình mà thầy đang dạng cho chúng ta là cái kỹ năng lập ra phương trình từ đề bài. Rồi dựa vào cái này thì chúng ta giải đi, chúng ta thấy ít bằng 40. Vậy quãng đường từ Hà Nội tới Hải Phòng là cả đề bài đang hỏi 5 phần 2 ít này nè, và chúng ta thế vào đây cũng được, hai ô này cùng ý nghĩa, thế là ô nào cũng được, ta ra được 100 km. Đó, được chưa nào? Bài này chúng ta có thể chuyển bài này giải. Chúng ta ráng là bài này theo kiểu gọi ít là quãng đường, ở trên là ít thì ở dưới cũng là ít. Thời gian có rồi, ta lấy quãng đường chia thời gian sẽ là vận tốc dự kiến, rồi ra vận tốc thực tế. Và phương trình mình sẽ lập dựa vào hơn kém nhau 10 km/h. Đó, đấy cái vận tốc nào là số lớn, dự kiến hay thực tế các em? Vận tốc dự kiến, chúng ta lấy vận tốc dự kiến trừ đi vận tốc thực tế bằng 10, giải phương trình thế là xong. Đó là một cách khác làm bài này, các em hãy làm nhé để em cảm nhận được và
tức là cái gì. Đó. Vậy thầy đã vừa cung cấp cho chúng ta hai dạng căn bản thường xuyên gặp trong các bài kiểm tra chúng ta. Ngoài ra còn rất nhiều dạng. Chúng ta phải cố gắng nghiên cứu, để khuyến khích các em nghiên cứu thật nhiều dạng để đúc kết được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng làm bài. Nhưng điều đầu tiên thầy nhắc chúng ta rất hay thiếu sót đó là cái khả năng đọc đề của các em rất kém. Ta đọc đề rất nhanh nên nó không đọc lại những dạng cái quan trọng, cái ý nghĩa của bài trong đọc. Hãy đọc đề thật chậm, tóm tắt đề dưới nhiều kiểu hình ảnh, tóm tắt dưới dạng bài, tóm tắt dạng tư duy, tóm tắt dạng trừu tượng đó, để ta hiểu thật kỹ cái đề. Và ta sẽ chắc chắn sẽ lập được những chuyện phải gọi ớt một cách phù hợp khôn khéo. Mà để có ớt được phù hợp khôn khéo thì ta phải làm sao? Thì ta phải làm nhiều bài thì ta mới có được kinh nghiệm. Kinh nghiệm thế nào các em? Đó. Và để tóm tắt lại các bước giải phương trình. Bước đầu tiên, đọc đề, đặt tần số cho phù hợp, chọn, sau đó cố gắng lập ra một phương trình dựa vào ý nghĩa, giả thiết, các tài liệu trong bài, lập ra phương trình, và dùng kỹ năng giải phương trình giải nó ra, trả lời yêu cầu đề bài. Đó là nội dung thầy muốn truyền tải trong cái chủ đề này. Thầy rất mong những cái thầy truyền tải có thể giúp được các em đôi chút về cái dạng toán này. Nó thực tế, mấy lớp chính hoặc là thi tuyển sinh 10 chúng ta sẽ đụng tới rất nhiều. Rất cần kỹ năng đọc đề, phân tích đề, tóm tắt đề, đặt tần số cho phù hợp. Được chưa nào các em? Bài dạy của thầy đến đây là kết thúc. Chúc cho các em lĩnh hội được những gì thầy muốn truyền đạt và học các bài tiếp theo một cách hiệu quả. Các em nhé. Chúc các em nhiều sức khỏe. Xin chào.